Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước khi đọc báo thì Hoàng Tuấn muốn chia sẻ chút xíu về cái vụ hôm trước, vụ Cờ Vàng đó anh. Dạ. Thì một số các ca sĩ, nghệ sĩ lên xin lỗi rồi báo chí cũng ăn theo. Dạ. Và có một số các bạn trẻ ở trong nước, tôi nghĩ là chắc bị nhồi sọ ghê lắm. Thì lên có những cái lời phát biểu về Cờ Vàng một cách rất là kém văn hóa, như là chửi rủa thô tục. Thì thưa quý vị, thường thường thì nếu chúng tôi là những người, đương nhiên là chúng tôi những người miền Nam mà chúng tôi ủng hộ Cờ Vàng, nhưng mà thực sự khi xem đó Hoàng Tuấn không có giận anh. Tại vì Hoàng Tuấn nghĩ như thế này: khi một người bạn trẻ sinh ra lớn lên được giáo dục với mấy trường xã hội chủ nghĩa mà có cái cách ăn nói như vậy đó, thì người ta sẽ nhìn vô, thứ nhất người ta đánh giá cá nhân của người đó, cái thứ hai người ta sẽ thường thường Việt Nam mình nói ôi không biết còn cả nhà ai. Tôi thấy cũng tội nghiệp cho bố mẹ của cậu này. Cái thứ ba đó, nếu như cậu này là một người thanh niên đại diện cho một cái thế hệ được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì cái văn hóa xã hội chủ nghĩa nó tồi tệ quá. Thì thường thường các bạn trẻ nghĩ là mình nói như thế chúng ta là mình có cái lập trường của mình, mình binh vực lá cờ đỏ sao vàng và mình mạt sát lá cờ vàng và sọc đỏ. Thì cứ tưởng như thế là mình hay. Mà thực sự đó là tự hạ nhục mình và tự làm xấu gia đình mình và làm xấu cho cả cái bộ mặt của chế độ. Để thứ hai, có một giáo viên dạy 30 năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì cô này cô nói rất là rõ ràng, cô ấy cười, cô bảo rằng là những người mà xin lên xin lỗi như thế đó, nêu tên cả đích danh một số các nghệ sĩ nữa, thì cô dùng chữ là ăn cháo đá bát. Bởi vì dù sao các cô các cậu cũng sang nước ngoài thành danh là nhờ đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, thì bây giờ nói như thế thì ăn cháo đá bát. Và người này cũng cho ý kiến riêng thôi, và tôi nghĩ rằng là các cô các cậu này cũng chả có chính kiến chính cò gì cả. Bởi vì bây giờ đó, đi về Việt Nam có tài sản bên đó, thành danh ở Mỹ, rồi về Việt Nam có tài sản, có nhà cửa, có cơ sở làm ăn, nói như thế để mà bảo vệ cái tài sản của mình thôi. Thì đó là, nhưng mà ý kiến của cái người mà đã từng dạy ở ngoài miền Bắc 30 năm nha, chứ không phải ý kiến riêng của chúng tôi. Và Hoàng Tuấn rất là thích cái câu mà cô nói như thế này: cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đó, nó không có tính nhân văn, nó không có tính nhân văn, nó dạy cho người ta sự thù hận và tối ngày chỉ biết yêu bác yêu đảng. Và theo cái sự chỉ đạo của đảng, người nào đi lệch một khác là bị mang ra đấu tố chửi rủa. Thì là chúng tôi chia sẻ với quý vị như vậy thôi. Trong những ngày này chúng ta thấy báo chí đăng nhiều về cơn bão Yagi sẽ dự kiến đổ bộ với sức gió cấp 9 đến cấp 12 vào những ngày sắp tới. Thì có lẽ cái tin này là cái tin lớn nhất bây giờ, tại vì báo này bảo người ta dự đoán có thể là một trong những cái báo lớn nhất từ những năm 2000 cho đến bây giờ. Và cái điều mà mọi người lo ngại là mình đã chuẩn bị gì chưa, bão đến thì mình không làm gì được. Thiên tai nó đến, nhưng mà rút kinh nghiệm những lần trước bão lớn như vậy, lũ lụt như vậy, rồi tài sản của người dân, rồi tài sản của nhà nước, rồi sinh mạng của người dân như thế nào, thì không biết nhà nước đã chuẩn bị tới mức nào. Tại thưa quý vị cũng biết là khi mà thiên tai nó đến đó, thì khi mà nếu mà mình có cái sự chuẩn bị ứng phó đó, thì cái thiệt hại nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều, rất là, và cái điều này rất là quan trọng. Chúng tôi đọc trong chương trình Đọc Báo Vẹn thì chúng tôi hay nói về những cái gọi là những cái không tốt đẹp của mấy ông đảng cộng sản Việt Nam, nhưng mà khi đọc báo ở trong nước thì những cái tin này làm cho mọi người, những người ở hải ngoại như chúng tôi cũng cảm thấy có rất rất là lo lắng ở trong lòng mình, thâm tâm của chúng tôi rất lo, không biết là người thân của mình sẽ nếu ở những vùng bị bão như thế nào. Và nếu ngay cả mình không có người thân ở những vùng bão này, lần này thì bão là từ bên hình như từ Quảng Ninh đổ xuống tới Thanh Hóa, thì khoảng đó thì mình miền Bắc trung phần, chúng tôi không người nhà người thân ở vùng đó, nhưng mà dù sao đi chăng nữa cũng là đồng bào ruột thịt của mình. Chúng tôi rất là lo lắng. Thì trước hết là ở hải ngoại chúng tôi không làm được gì, chỉ biết cầu xin ơn trên làm sao để cho cái tai ương khi mà nó đến với đất nước mình nó nhẹ nhàng và có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người dân, và đặc biệt là dĩ nhiên những người có trách nhiệm và chính quyền phải làm sao để cho nếu một thiệt hại nó có xảy đến cho người dân thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ biết cầu nguyện xin ơn trên chúc lành cho đất nước mình thôi. Nhưng mà thưa với anh, trong lịch sử Việt Nam mình á,
cơn bão, những cơn bão mà dữ đó, không có cơn bão nào mà được ghi nhận là khủng khiếp nhất là hồi năm 1975. Cơn bão nó có ghi thành bài hát là bão nổi lên rồi, và cơn bão đó nó quét một cái, thưa quý vị, năm nửa thế kỷ sau nó vẫn còn độc nửa hại thế kỷ, và bây giờ đất nước mình nó cũng còn là như cái mảnh rách mà cơn bão được ghi thành bài hát. Quý vị có thể lên Google tìm bão nổi lên rồi. Rồi thì quý vị, như ở Việt Nam mình nó nhiều khi không có bão mà nó vẫn hư hại như thường. Cho nên là cái chuyện nhiều khi nhà nước nó ôi có bão đâu nó vẫn hư, thôi thì bão thì nó hư cũng chả sao. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì ở Bảo Lộc đó anh, báo báo trong nước đăng rõ ràng nha, đường 800 tỷ đồng của Bảo Lộc chưa sử dụng đã tan nát. Chứ tan nát là báo chí viết chứ không phải là chúng tôi nói nha. Sau 4 năm dừng thi công do thiếu vốn và sụt lún, tuyến tránh thành phố Bảo Lộc tiếp tục xuống cấp, nước toát sạt lở thành nơi tập kết rác. Thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái này là dài 15 cây số 6 nha. Nối quốc lộ 20 tại xã Lộc Châu, điểm cuối ở xã Lộc Nga, dự án được khởi công cuối tháng 8 năm 2017, rộng gần 10 mét hai lần, vận tốc tối đa là 60 cây số một giờ. Mặt đường bị đứt gãy, nơi sụt lún sâu nhất hơn 2 thước, trên đoạn đường khoảng hơn 200 mét xuất hiện thêm nhiều vị trí sụt đất ở các mức độ khác nhau, tạo nên những hố sâu. Và thưa quý vị, tuyến đường thi công đạt khoảng 70% khối lượng đã phải tạm dừng cho đến nay do thiếu vốn. Và cái điều đau xót như thế này, một vị trí sụt lún ở các lộ các lớp đất đá gia cố nền đường bên dưới tại đây năm ngoái, người đàn ông 45 tuổi chạy xe máy đã lao xuống hố và tử vong. Thưa quý vị, ở nước Mỹ mà bị như thế này đó, hay là những nước tư bản đó nha, là phải đền cho người ta. Trách nhiệm của nhà nước mà. Thưa quý vị, 800 tỷ làm xong chưa sử dụng mà nó đã tan nát, không cần phải bảo. Đất nước mình nó muốn hư là nó hư thôi. Không cần phải bảo nha. Cho nên đừng có lo. Chưa kịp sử dụng đã tan nát rồi. Mà đâu có bảo gì đâu, không có bảo gì cả. Và đây là những cái chuyện đăng báo, còn có những cái chuyện mà khác mà không được đăng báo. Thì thưa quý vị, nó còn kinh hoàng mức nào nữa. Chúng tôi có bài báo VN Express, ông Tô Ân Sô và Trần Đăng Quỳnh làm trợ lý tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Phe ta. Trung tướng Tô Ân Sô và đại tá Trần đã sánh bánh nhanh không vậy? Trung tướng Tô Ân Sô và đại tá Trần Đăng Quỳnh, trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, được Ban Bí thư bổ nhiệm làm trợ lý tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô và đại tá Trần Đăng Quỳnh được công bố tại hội nghị chiều 4 tháng 9. Ông Sô đồng thời phụ trách văn phòng tổng bí thư, ông làm hết mọi thứ. Thiếu tá Đinh Tiến Hải, cục phó thư ký Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, được Chánh văn phòng Trung ương đã bổ nhiệm những chức vụ tổng thư ký cho tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Chúng tôi đề nghị như thế này, để đơn giản tinh giản biên chế đó, thì thay vì có ban bí thư, thay vì có Trung ương Đảng, thay vì có Bộ Công an, thay vì có Chánh văn phòng, mình làm một bộ thôi, cai trị đất nước thôi, cai quản đất nước, bỏ hết các thứ đi, cái văn phòng chủ tịch nước cũng không cần nữa, mà ngay cả văn phòng thủ tướng cũng cần cái chức vụ đó, tinh giản biên chế. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông đã vừa làm tổng bí thư này, chủ tịch nước này, tôi nghĩ là ông này ông đầy đủ năng lực để có thể kiêm nhiệm thêm cái chức thủ tướng, và đầy đủ, nếu không đủ thì kiếm mấy cái phụ tá Tô Ân Sô để phụ tá vào, ông có thể kiêm nhiệm thêm cái chức chủ tịch quốc hội, làm luôn phải không ạ? Và nếu mà cần thì ông làm luôn cái chức chủ tịch mặt trận đó, cho nó đủ bộ luôn, một mình ông kiêm hết đi, rồi ông đưa nguyên cái bộ công an vào, ông đổi tên tất cả cái đó, thay vì phải nhiều thứ cơ quan rắc rối quá, tinh giản biên chế, chỉ cần một bộ công an điều hành đất nước thế là xong hết, phải không? Anh thấy ý kiến tôi được không? Tôi đồng ý. Anh duyệt đi, được thì anh duyệt. Bởi vì ông Tô Lâm mà giờ tới Tô Ân Sô là hai Tô là đủ rồi. Thì quý vị, đất nước chúng ta bây giờ đối với người dân thì... người làm việc cái sao? Tại sao vậy? Cả một đất nước 100 triệu dân, mấy triệu đảng viên, không có người làm sao mà cứ mấy ông này, quanh đi của lại có mấy ông này, phe nhóm đưa nhau vào, không tin những người khác. Cái khổ của người Cộng sản nào, họ không tin ai cả. Vì
kể cả vợ con mình cũng không tin, nhất là bạn bè, đồng trang, đồng nước, cùng ban, cùng nhóm, cùng hội đồng, vân vân. Nó không tin nhau vì hôm nay nó chơi với nhau được, ngày mai nó phản nhau một cách rất là dễ dàng. Hôm nay nó bắt tay chào nhau, thưa đồng chí, chào đồng chí chủ tịch, chào đồng chí thủ tướng, mai nó có thể đưa nhau vào tù một cách dễ dàng. Tôi nghĩ đề nghị như thế này, bây giờ ông Tô Lâm, rồi tới ông Tô Ân Sô. Thứ nhất thì anh nói là có thể kiêm nhiệm tất cả mọi thứ. Thì thưa quý vị, bây giờ ví dụ như máy computer nó có cái loại là 3-in-1, là những cái thiết bị điện tử á, nó gọi là 3-in-1. 3-in-1, thí dụ như là cà phê nó cũng có 3-in-1. Dạ, cả màn ảnh rồi, không cái keyboard rồi, mouse, các thứ này không cần, có cái CPU gì cả, bà làm 1-in-1. Thì bây giờ quyết định là mình làm là 5-in-1, 6-in-1 gì đó. All in one. Và thứ hai nữa, bây giờ có ông Tô Lâm, có ông Tô Ân Sô, đề nghị kiếm một ông nữa cũng họ Tô nữa. Để bởi tại sao chúng tôi nói như vậy, bởi vì hai ông có hai Tô thôi. Mà đối với nhân dân thì một ba Tô là đủ rồi. Anh nói vậy nhiều cái đụng chạm. Dạ. Người ta hay là cho tên chó là Tô Tô lắm á. Dạ không, chúng tôi anh nói như vậy, chúng tôi nói về Tô chén thôi. Thì như thế này, đối với người dân nghèo trong nước đó, bây giờ chỉ cần ba Tô là đủ rồi. Sáng Tô, trưa Tô, chiều Tô. Nếu đất nước mình mà có ba Tô thì kia là nhân dân yên tâm, nghĩa là tình hình nó yên ổn, không có lo lắng gì cả. ngày xưa mình thời Việt Nam Cộng Hòa mình có thuốc lá và thuốc lá đen đấy, thuốc lá Basto đó. Basto, người nhà quê thì dùng hay đọc là ba Tô đó. Ba Tô như thế cho nó chắc ăn, giống như ngày xưa ta nói là chúng tôi chỉ ước mơ là được làm công nhân hạng ba son, là bởi vì sáng son, trưa son, chiều son. giai cấp công nông là giai cấp lãnh đạo mà. Từ ước mơ được làm công nhân của hãng ba son. Tại sao thế? Thì cái sáng son, trưa son, chiều son là cái gì xong. Rồi, thưa quý vị, rồi bây giờ tới cái chuyện khác nha. Bây giờ người ta nói không biết cái chuyện này nó có cần thiết hay không. Ngắm tượng đài con tàu tập kết ra Bắc khoảng 80 tỷ đồng. Để thế bây giờ có phải kiếm chuyện ra để mà nó xài tiền. Tiền Phong Online, sau 2 năm thi công tượng đài con tàu tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa đang dần hoàn thiện. Tại dự án khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạng mục tượng đài con tàu tập kết ra Bắc, tự nhiên là 80 tỷ. Và ngoài thể hiện giá trị lịch sử, ý nghĩa và bài học về tinh thần đoàn kết dân tộc của sự kiện tập kết năm 1954, chương trình còn thể hiện sự tri ân tôn vinh công lao đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, chuẩn bị cơ sở vật chất, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để đón cán bộ, chiến sĩ, học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền Nam tập kết ra Bắc. Thưa quý vị, những con tàu này dựng lên thì chúng tôi không biết là ý kiến nhân dân như thế nào. Nhưng mà trong số những người tập kết ra Bắc, tôi bảo đảm với quý vị có người chịu thề. Mẹ kiếp thì cũng cái vụ tập kết này mà tao bị lừa. Nó bảo tao ra người kia là tao làm rồi, tùy theo khả năng rồi đó, rồi cho làm công việc này công việc kia. Thì chúng tôi biết có nhiều người tập kết ra Bắc biết rằng đó nó cho làm gì, lên đi lên nông trường chăn bò. Bởi vì nói gì thì nói, khi mà ra ngoài Bắc đó, tập kết ra Bắc đó, thì quý vị cũng biết ngay cả bây giờ cũng về quyền lực nó thâu tóm ở ngoài miền Bắc không ạ. Nhưng miền Nam ra thì chả được cái tích sự gì. Và thưa quý vị, cái người mình hiểu rõ nhất việc này đó là nhà văn Xuân Vũ. Nếu quý vị có thể đọc Đường đi không đến, Đường đi không đến mà người lá rụng thì quý vị sẽ thấy. Nên là bây giờ con tàu tập kết ra Bắc làm cái gì, tập kết bây giờ để ra đã học tập rồi để này tất cả các thứ, bây giờ 50 năm đất nước nó như cái mình rách. Bảo đảm với quý vị sẽ có rất nhiều các chiến sĩ Việt Nam tập kết ra Bắc bây giờ đang nằm chữ thề. Chắc chắn là như vậy. Vâng, thưa quý vị, mình ngược lại, xin lỗi nhầm, tôi xin nói thêm một câu thôi, ngược lại cùng cái thời điểm mà tập kết 1954 đó, thì di cư vào Nam, đồng bào ngoài miền Bắc di cư vào Nam cả triệu người. Thưa quý vị, tập kết ra Bắc thì con số đó chúng tôi nghĩ không có nhiều, chắc chỉ khoảng 10-20 ngàn là nhiều rồi, mới có được như vậy không, chúng tôi không có con số. Nhưng mà số đồng bào di cư ở ngoài Bắc và trong Nam thì là con số cả triệu người. Và những người đó, người ta không có tượng đài gì cả, nhưng mà trong lòng người ta vẫn hãnh diện. Người ta vẫn biết trước hết là hãnh diện là mình được đi vào Nam để bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Và người ta cảm ơn
nhân dân miền Nam, chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa đã giúp cho người dân xây dựng cuộc sống mới, và rất nhiều người, có thể nói tuyệt đại đa số những người đó là những người đã có gia đình thành công, con cháu vân vân được lớn lên và được sinh sống và được hưởng một cái cuộc sống tự do ở miền Nam, không cần tương lai. Tương lai trong lòng người, nửa thế kỷ sau, 60 năm sau, 70 năm sau, người ta vẫn nhớ những cái biến cố lịch sử đau thương đó. Chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình. Chúng tôi nghĩ nếu mà người ta làm cái con tàu tiêu kết ra Bắc mà tượng đài đấy, thì tôi nghĩ là ở miền Nam thì nên có những cái con tàu mà đưa người miền Bắc vô Nam, yeah, thì nó hay hơn, nó thực tế hơn ha, nó thực tế hơn. Rồi bây giờ như thế này, cái chỗ nào người ta cũng có thể mà xà xẻo được, chả hiểu. Lâu lắm rồi mới nhớ tới cái chữ xà xẻo. Ở Việt Nam mà sau khi mà thống nhất đất nước và giải phóng miền Nam có nhiều cái chữ hay lắm. Hủ hóa. Tức là ông giám đốc lèo tèo với cô thư ký mang bầu, thế là kiểu là hủ hóa. Đấy, như các cán bộ với nhau thôi, các đồng chí với nhau thôi. Là cũng có quan hệ ngoài luồng. Dân miền Nam nhiều khi cũng thắc mắc, ủa sao kỳ kìa, hủ quá ta. Tại vì có gì đâu, tại vì nó quá thành cái hủ. Cái bụng nó bình thường tự nhiên nó thành giống cái hủ, kìa là hủ quá. Rồi, báo Tuổi Trẻ nha, ký nhận tiền thưởng nhưng chỉ được vở học sinh ấm ức, khi đi đổi lại thì càng ấm ức hơn. Tức là Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận việc trường cho học sinh ký nhận tiền thưởng nhưng phát vở là không đúng, yêu cầu khắc phục. Trường yêu cầu học sinh đem vở tới đổi nhưng nhiều em phải ấm ức ra về. Tức là thưa quý vị, lừa cả trẻ con, ký nhận là đà là nhận tiền thưởng tới nơi đưa vở. Đó. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng nói việc khắc phục không phải là một ngày hay là hai ngày. Thưa quý vị, nó lấy cho cái chuyện mà ký thưởng cho các em rồi đưa vở, rồi bây giờ bảo là khắc phục, nó không có dễ. Mà sao lấy tiền dễ, nó rất là nhanh. Thưa quý vị, như thế là nhiều người sẽ đọc qua, nếu mình đọc sơ qua thì không để ý nữa, mình sẽ thấy ồ thì tiền vậy mà tiền về mua sách vở cho các em thì nhà trường mua sẵn cho các em thì cũng tốt thôi, phải không ạ? Vở mà đâu có hư đâu, đâu có hư hao gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị, nó khổ một cái như thế này, nó mới không làm việc không công khai, không minh bạch, không rõ ràng. Nhiều khi cuốn vở đó mình mua, chỉ tôi nói thí dụ vậy, giá 10.000, mấy ông ấy không nâng cái giá không lên thì 50.000, nó mới tính tiền vào đó. Thì các em thí dụ được 100.000 tiền thưởng thì cuối cùng là nhận được có 2 cuốn vở. Trong cái đó nếu mà nó lấy 100.000 đó, nó về nhà nó mua được 10 cuốn tập, 10 cuốn vở. Thì cái chuyện này nó là người ta nói là ông Nguyễn Bá Hảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên Đà Nẵng, cho 654 học sinh giỏi khối 10 và 11 năm học 22-23 ký nhận tiền thưởng
200.000 đồng một em, nhưng các em lại nhận được 20 cuốn vở. Phụ huynh cho rằng giá thị trường của mỗi cuốn vở các em được nhận có giá bán lẻ là 6.000. Và yêu cầu hiệu trưởng trả lời. Ông Hảo không có câu trả lời thỏa đáng, nên một số giáo viên đã gửi kiến nghị đến cấp trên. Thế rõ đấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thưa anh là cán bộ lớn á, ở bên tỉnh ủy đó, bên nhà nước, bên ủy ban nhân dân hay là các bộ cán bộ ngành lớn á, thì ta cạp đất mà ăn. Ta có đất thì cạp. Thì bây giờ trong nhà trường chưa cạp đất đâu có được đâu. Cạp giấy à, cạp vở mà ăn. Và tội nghiệp MN, học sinh lớp 11 năm học 2023 cho biết là phần thưởng 20 cuốn vở em được nhận hơn một năm rồi. Vì giấy mỏng em không có dùng được, nhưng đã bóc lớp gương bọc xốp vở bên ngoài cho nên em không được đổi lại. Và em nói rằng nhiều học sinh khác cũng như mình, các bạn đã bật khóc khi đối chất với giáo viên. Trước bức xúc của học sinh và cách giải quyết, ngày 7 tháng 8, hiệu trưởng Nguyễn Bá Hảo tiếp tục ra công văn thông báo ngừng đổi lệ vở để nhận tiền theo thông báo trước đó, dời lại đến đầu năm học 24-25. Có mấy cuốn vở thưa quý vị? Giá là 200.000, tức là 20 cuốn phải không? Nhưng mà tính ra một cuốn có 6.000, tức là 20 cuốn là chỉ có 120.000 thôi, thế còn 80.000. Cho ta cặp đã ăn tí xin chỗ khác coi. Không có đất được, không. Có đất thì cặp ăn, cặp đất thì giờ chỗ này không có đất thì cặp như thế. Bây giờ nó bảo rằng là không thể nào giải quyết ngày một ngày hai được, tiền thì nó lấy sượt sẹt, bây giờ nó giải quyết không được, tội thế. Nếu mà người ta có bên Mỹ này có cái giải Pulitzer để chọn cái bài báo hay nhất trong năm, hay là hình ảnh đẹp nhất trong năm, người ta để mà dành tặng cho cái nhà báo nói chung trong ngành truyền thông, thì nếu mà tôi được thiết lập một cái giải bài báo hay nhất trong tuần, tôi sẽ chọn bài này. Bài gì? Bài báo của VN Express. Tôi thấy bài này xuất sắc nhất và lâu lắm rồi không đọc được cái bài nào như hay như cái bài này. Hay cỡ nào? Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nói, hai chấm tức là nói hay là tuyên bố hay là cho biết, nhiều giám đốc sở không biết nhiệm vụ của ngành. Bài này bài hay nhất, trung thực nhất, tại vì nó nói là cái tình trạng mà cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam làm việc như thế nào, thưa quý vị. Nhiều giám đốc sở, người đứng đầu khi được hỏi về nhiệm vụ của ngành thì báo cáo không nắm vì đã giao cho cấp phó phụ trách theo chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải mãi. Chúng tôi thưa quý vị là mình làm trưởng ngành, chứ cái cơ quan nào mà mình không biết cái cơ quan đó làm nhiệm vụ gì, cái ngành thì mình phụ trách như thế nào, mình làm trưởng mà mình không biết thì sao mình làm việc đó. Bài chỉ một câu đầu đó thôi thưa quý vị, nó nói ông đó cái thực trạng. Anh nói này tôi mới nhớ, giống như mấy người là làm đồ bếp mà chả biết rau nào là rau húng, rau nào là rau quế, rau nào là húng lũi, húng cây, rau nào tí tô, rau nào là giống cá, mà làm đồ bếp. Thế mới hài rồi thưa quý vị. Nó nói là cái tình trạng mà một cán bộ được bổ nhiệm, được giao công tác ở Việt Nam nó là chỉ thực sự ra, như chúng tôi đã thưa với quý vị, là nó chỉ là nó chia chác quyền lợi cho nhau mà thôi. Thế anh này được cử về, anh ngon, có thân thế nhiều, có quan hệ tốt, có nhân thân tốt, vân vân và vân vân, thì anh được cử về cái chức vụ nào mà kiếm ăn được nhiều nhất, nhiều tiền nhất, chẳng hạn như là Bộ Công Thương, chẳng hạn như Bộ Tài chính, chẳng hạn như Bộ Xây dựng, những cái nơi mà có nhiều cái đất để mà cạp nhất, hay là có nhiều cái hình thức hối lộ vân vân và vân vân, thì chứ còn họ không nghĩ đến cái chuyện là cái người đó được giao cái nhiệm vụ đó có khả năng chuyên môn hay không, có nắm vững hay không, có trình độ về kỹ thuật hay không, có trình độ chuyên môn để mà làm cái công việc đó hay không. Tại vì sở dĩ người ta chia, tại sao phải có nhiều ngành khác nhau, tại sao một cái thành phố như vậy phải có bên phòng này phòng kia, phòng thương binh xã hội, phòng lo về tài chính, phòng lo về thông tin tuyên truyền, phòng lo về giáo dục, phòng lo về quản lý đất đai, phòng lo về công an, phòng lo về trật tự, phòng lo an toàn giao thông, vân vân. Nó có nhiều phòng là tại vì nó đòi hỏi cái trình phải chia ra nhiều chuyên môn như vậy để người ta có thể phụ trách trong cái lĩnh vực của mình. Một cái người mà thí dụ một ông bác sĩ mà cho ông lo về, cho ông về mà lo cái bệnh viện, bệnh công an này như vậy thì rất là khó cho ông, phải không ạ? Cho về bệnh viện thì đúng rồi, nhưng mà chẳng hạn như vậy, một cái người mà chẳng có biết gì về y tế cả mà tự nhiên giao cho nắm giám đốc bệnh viện thì làm sao mà... Không, tôi nghĩ ông bác sĩ qua công an được anh. Ừ, sao vậy? Ông có chuyên khám nghiệm tử thi. Bên công an thì quý vị biết là cái vô đồ công an là chết khi vô. Khi mà cả một chế độ, người cái quan điểm để mà chọn phân ngành, phân công tác
cho các đảng viên nắm giữ những cái chức vụ đó là họ dựa theo cái nguyên tắc chính, hồng hơn chuyên, có nghĩa là chuyên môn không cần thiết, rõ ràng, họ nói rõ ràng, đỏ. Họ chỉ cần đỏ thôi, càng đỏ bao nhiêu, đỏ đây không phải cái người đó có lý tưởng cao, người đó sống một đời vì đảng chung với dân, không có, đảng là chung với đảng, ở đây có nghĩa là đi theo bè phái mà đi theo cái bè phái của nhau trong đảng. Quý vị đừng có tưởng là đảng đoàn kết thống nhất một nhóm một đường lối thông suốt từ trên dưới một lòng với nhau một dạ với nhau, không có đâu, nó 100 dạ 100 đứa 100 thằng là 100 dạ khác nhau à, nó không nhắm tới khi nó ngồi cho nó tiếp được cái chỗ đó tìm ăn riêng của nó, ăn mạnh cho nó cũng chia với nhau, nhưng mà cái nào nó không thể ăn riêng được thì nó phải chia, thì nó mới chia chứ, cái nào nó ăn riêng nó cũng ăn riêng rồi. 100 đứa, 100 tên, 100 kẻ là 100 tấm lòng cõi lòng khác nhau, không có cứ tộc thống nhất đâu. Thì, cho nên cái chuyện này nó cũng đâu có gì mà thắc mắc anh. Tôi thắc mắc anh cứ. Sau năm 75 tôi nhớ rằng là như ông chủ tịch xã, ông bí thư hoặc là bà chủ tịch ấp rồi kia đó đưa giấy lên ký mà bác biết chữ. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nửa thế kỷ trước rồi, anh Hồng Tuấn. Nửa thế kỷ trước thì cũng dưới sự lãnh đạo của đảng chứ không lẽ đảng khác à? Vẫn là đảng ta chứ không lẽ đảng khác. Tức là tức là nguyên tắc mà hồng hơn chuyên đó là như vậy đó. Truyền thống cách mạng. Tôi cứ nhớ là ngày xưa chúng tôi mang giấy để cho bà chủ tịch ấp bà ký. Bà là người Việt gốc Hoa. Chỗ Lào á. Lê này. Để bà gạch cái dấu thập. Bà đâu biết chữ. Cái giấy là cái giấy gì vậy? Bà đâu có biết cái giấy gì đâu. Mà bà là chữ gốc, bà người gốc Hoa. Bà người Việt gốc Hoa. Thì lúc đó là người ta nói giống như là chủ trương chính sách của nhà nước là không phân biệt đó. Thì bà là người Việt gốc Hoa. Đó, thì tôi nhớ bà đưa lên. Ủa cái giấy là cái giấy gì vậy? Giấy xin ly lường hả? Giấy là đăng ký tạm trú tạm vắng hả? Ló giờ chứ ta lộ ngộn có biết. Ký à? Ký cái chỗ này hả? Lê lây. Rồi xong. Hồng hơn chuyên mà. Đó là lý do mà chúng ta chọn cái bài báo này. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh nói là nhiều giám đốc sở không biết nhiệm vụ của ngành báo. Đây là bài báo hay nhất trong năm. Anh nói cái này tôi nhớ Cường chia sẻ với quý vị là ngày xưa ở Việt Nam hay có các phong trào văn nghệ quần chúng. Thế thì mỗi lần mà cũng phải hát hò rồi từ ấp lên xã rồi xã được tuyển lên huyện rồi lên tỉnh vân vân ha. Các cấp hả? Thế thì vì mặt mũi mà. Có những tiết mục văn nghệ thế là mời ông bí thư ra. Để mà hát. Đồng chí bí thư cho biết ý kiến chứ. Cho ý kiến. Đồng chí bí thư như vịt nghe sấm. Đồng chí cũng chả biết cái điều đó điều gì. Không biết cái điều đó là nó là xì lô, rumba hay là cha. Đồng chí không biết. Không biết nhạc, không biết gì hết. Thế là đồng chí cứ ngồi ngỡ như thế này. Cứ ngồi cứ ngẩn thì cứ xin đồng chí ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư. Thế đồng chí bí thư cứ nhìn qua nhìn lại không biết gì để nói. Thế là những người chung quanh đó là phải mớm, phải ngồi cái bài này là nội dung tốt, có tính chính trị ca ngợi, thế thôi. Thế đồng chí không biết gì cả. Bí thư xã có biết gì về văn nghệ đâu. Thế mà đã bác nó lại làm cho đồng chí ngồi ngớ như con ngỗng đực vậy đó. Mà nếu mà nó không mời đồng chí lên có chuyện đấy không ạ? Thế đó là phiền đó. Nhưng mà nó mời đồng chí ngơ ngớ như thế. Nhưng mà không mời đồng chí lên thì rất là nhiều chuyện xảy ra. Rồi bây giờ tới cái chuyện bài báo đăng như thế này cũng tội nghiệp nè. Lý do khiến hơn 122.000 thí sinh bỏ nhập học đại học. Vì vì dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì còn non còn nước còn người thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 10 ngày nay, tất cả người dân sẽ được hạnh phúc ấm no, đi học sẽ được không phải đóng tiền. Bởi vì chúng tôi còn nhớ lúc nãy chúng ta nói về cái câu chuyện mà con tàu tập kết ra Bắc đó, thì bây giờ trên YouTube quý vị có thể xem có một đoạn phóng sự người ta vẫn quay lại ông Hồ Chí Minh lúc ông nói là đồng bào miền Bắc á, đã bị lừa và đã bị đế quốc thực dân, nghe là nó lừa, nó đưa xuống tàu, nó đưa vô miền Nam, nó lừa đấy, cho nên là chế độ ta thì tốt đẹp. Thế vì bây giờ là 122.000 thí sinh bỏ nhập học đại học vì lý do sao? Không có tiền đấy. Cầm giấy báo đỗ của trường Đại Nam Hoa vui nhưng đáng đo khi các khoản cần nộp gần 13 triệu đồng, gồm 11 triệu học phí kỳ 1 cộng cái tiền thuê nhà ăn ở, em phải cầm thêm ít nhất là 20 triệu để nhập học. Với gia đình thuần nông lại có 3 chị em đang đi học, khoản tiền đó rất lớn. Hoa nói nghĩ đến cảnh bố mẹ chật vật xoay tiền, em quyết định là không có nhập học.
Và thưa quý vị, gia đình Thuận Đông là dân chỉ có làm nông thôi. Và khi mà đảng vất lên lá cờ cách mạng là đấu tranh giải phóng dân tộc đó, giai cấp công giai cấp nông dân, giai cấp công nông, nông, nông là chính, là chủ đạo ha. Thế bây giờ gia đình Thuận Đông bây giờ không có tiền để đi học, không có tiền để đi học đấy. Mà cho tới bây giờ là thưa quý vị, nửa thế kỷ rồi, Hoa là một trong hơn 122.000 thí sinh đổ nhưng bỏ nhập học, chiếm 18,13 số thí sinh trúng tuyển đợt một. Tôi không biết là nếu thực sự tôi có đến Singapore một lần và đi chơi du lịch ở đó mấy ngày, tại vì đất nước nó cũng nhỏ mà có cái đảo thôi, nhưng mà mình lúc đó mình không để ý là có bao nhiêu tượng đài được xây. Chúng tôi nghĩ rằng một cái đất nước như nhỏ như Singapore mà phát triển được như ngày hôm nay là họ đã dành rất nhiều công quỹ cho có thể lo cho giáo dục cho thế hệ trẻ. Không có giáo dục ông Lý Quang Diệu hồi đó nói nó không có giáo dục thì không có thể phát triển đất nước được. Ông nhìn thấy tầm quan trọng vấn đề giáo dục, cho nên vâng thưa quý vị, họ đã dành rất nhiều tài nguyên của đất nước để mà đó, xây dựng một cái giáo dục, và cái đó là cái mấu chốt để phát triển đất nước ngày hôm nay ai cũng biết, và cái đó là cái mẫu gương cho các quốc gia khác về sau này người ta muốn học theo cái sự phát triển nhanh chóng của Singapore, họ đều học cái bài học đó. Tại sao mình không học cái bài học đó? Tại sao mình không dành tất cả những cái tài nguyên của đất nước có thể có được để lo cho tương lai của các em? Tại sao lo xây dựng hết cái này, xây dựng cái kia, xây dựng cái này, mà cái cần xây dựng nhất thì lại không xây? Là không xây. Nếu mà các em nó, thí dụ bây giờ đất nước dành cái khoản nào đó, bên Mỹ là người ta làm được, Việt Nam mình dĩ nhiên không thể bắt chước Mỹ hay các Tây phương được, nhưng mà bằng họ được, nhưng mà mình cũng phải bắt đầu từ đâu, làm từ đâu. Cái nguyên nhân là tại vì tại sao các em nó bỏ học là tại vì Nhu Hoàng Thống vừa đọc đó, để nghèo quá không có tiền để học. Trong gần 3.000 lượt độc giả tham gia khảo sát của VN Express thì có 73% đồng tình rằng học phí vượt quá khả năng chi trả. Cái học phí vượt quá khả năng chi trả đó là một phần, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm đó anh ạ, nó đem bùn sang ao thôi, đổ tội nhà trường, cái đổ tội đó là cho nhà trường, nhưng mà thực sự cái tội đó, cái lỗi đó nó có là ở nhà nước, người đó ở nhà nước. Nếu họ thành lập những cái quỹ để giúp ở đây các em đi học, nếu mà gia đình lợi tức kém thấp thì là họ có những cái chương trình để giúp cho các em có tài chính để mượn nợ đi học, sau đó học thành công ra trường trả nợ. Thì thưa quý vị, Việt Nam có thể làm được chuyện đó không? Làm được chứ, tại sao không làm? Rất tiếc là anh Hoàng Tuấn ra anh hiệu cho Nguyên Khôi biết là hết giờ rồi, nhưng mà cho chúng tôi nói thêm một câu nữa thôi thưa quý vị. Những người này, những người điều hành đất nước này, Đảng Cộng sản Việt Nam có thực tâm lo cho sự phát triển của đất nước hay không? Hay họ chỉ lo cho cái túi của họ, cho quỹ của họ, cho đảng của họ mà thôi? Tại vì con em của họ thì bảo đảm rồi, các em rất học dốt nữa, không tốt nghiệp được nữa, ra trường vẫn có việc công ăn việc làm như thường mà không phải trả tiền gì cả. Còn nông dân thì sao, người nghèo thì sao? Nếu mà không có thành lập cái quỹ đó thì thưa quý vị, hay là có một cái cách thức nào đó để cho các em có đủ điều kiện đi học đại học thì làm sao phát triển đất nước được. Rồi cảm ơn ý kiến Nguyên Khôi. Và đối với Singapore thì người ta rất là tốt, người ta lo cho cả, như Nguyễn Xuân Phúc đó cũng qua học ở Singapore mặc dù không biết tiếng Anh, không vẫn học được. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.